lên lịch một cái cuộc họp hoặc là một cái lịch dạy. Thì đây ta sẽ mở cái lịch dạy ở đây và ta đặt chủ đề, ví dụ như Zoom với nhóm thử, ví dụ nhóm nhóm gì đó, và cái ngày chúng ta là bắt đầu và tôi đang sử dụng là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 16, tôi đang sử dụng ngày thứ ngày 16 và tôi chọn cái giờ, tôi giả sử như cái giờ 12 giờ 30 cho tới 11 giờ. Thì bây giờ đang thử nghiệm mà nên sẽ chọn ngắn lại là bắt đầu từ 11 giờ 30 cho tới 14 giờ luôn. Rồi. Và ID của cuộc họp là mình phải nhớ cái ID này để mình chia sẻ. Và quan trọng là cái mật mã này mình cũng nhớ. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lưu. Khi mình lưu xong thì máy tính nó sẽ có chức năng là có lịch. Và cái lịch này sẽ là cái lịch hẹn. Và cái lịch hẹn này, nếu như bây giờ ta bắt đầu thì cái ID này sẽ mở ra. Và cuộc họp đã bắt đầu. Trong quá trình khi bắt chọn ở đây nha, âm thanh với máy tính, nếu như chúng ta cho chọn ở đây thì cái chúng ta sẽ không không có nghe và chúng ta chỉ không kiểm tra được cái lo này thôi, hiện lên đây. Và nếu như ta nghe tiếng là ổn và hiện lên đây cái tiếng thì chúng ta sẽ thấy cái mức điều chỉnh là ổn, còn không được thì chúng ta sẽ điều chỉnh kỹ lại. Rồi, và kết nối với âm thanh thì vô cài đặt âm thanh cái phần kết nối này, kẻo khi ta kết nối nó sẽ không có tiếng. Kiểm tra lo và ra kiểm tra micro. Rồi, mọi thứ đã ổn định và sau đó thì chúng ta sẽ lập bắt đầu rồi. Thì cái nhóm ở bên kia người ta sẽ nhận thấy được cái âm thanh của mình. Rồi bây giờ bên đây thì ta tiếp tục ở một cái chuyện là chúng ta, nếu như bây giờ ta mở đăng nhập, và bây giờ nếu như ta đã bước được vào Zoom rồi, bây giờ ta sẽ tiến hành là đăng nhập. Thì cái ID hồi nãy đã đưa ta thì nhập cái ID mà người khác đã chia sẻ để chúng ta muốn. Thì cái ID này là 705166 1818 và ta tham gia. Lúc bây giờ thì màn hình sẽ có cái mật mã, và cái mật mã hồi nãy đã đưa ra đó là 0946111107. Bây giờ muốn truy cập camera có nghĩa là sẽ nhìn thấy hình của mình, nếu như mình từ chối thì vẫn sẽ không thấy được camera, và tham gia với không có video cho phép. Và lúc bây giờ sẽ hiện được nội quy của cái người thiết lập ở bên đó. Còn nói với cái khu vực ở bên đây, nếu như ta chấp nhận thì cái người đăng nhập sẽ được vào phòng. Và lúc bây giờ về cái danh sách thì sẽ hiện lên những cái người tham gia nằm ở đây, về cái người chat sẽ quản lý đó. Nếu như cái người này đang có âm thanh là nếu như họ ồn quá thì ta có thể là tắt tiếng họ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái chuyện đăng nhập và tải. Còn lại cái video còn lại các bạn lên mạng tìm hiểu và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ha. Rồi.